Hello, xin chào anh chị em nhà đầu tư. Thì mình là Tân đây, hôm nay thay mặt cho Miracle của Chết Tim, mình xin phép được review lại thị trường chứng khoán Việt Nam phiên ngày 1 tháng 11 2021. Thì như các bạn đã biết, khép lại tháng 10 một cách rất là tích cực khi mà thị trường VN Index đã bứt phá ra khỏi nền điểm là 1.400 điểm và hướng tới những cái nền điểm cao hơn là 1.500 điểm. Thì trong cái phiên ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11 2021, thì thị trường đang đi lên với sự dẫn dắt của dòng chứng khoán. Thì có rất nhiều anh chị nhà đầu tư hỏi mình là giai đoạn này thì mọi người nên đầu tư những cổ phiếu như nào thì hợp lý. Thì mình cũng đã gửi cho mọi người những cái nhận định của mình. Thứ nhất là dòng bất động sản, thứ hai là dòng chứng khoán, và thứ ba thì là các bạn biết đấy là dòng phân. Lý do vì sao mà mình cũng đề cập những cái dòng cổ phiếu như vậy, thì thứ nhất là việc mà thị trường VN Index tiến sâu, tiến cao đến mức 1.500 điểm thì thanh khoản của thị trường bứt phá rất là mạnh mẽ. Thanh khoản thị trường phiên hôm ngày hôm nay là khoảng 38.200 tỷ, và điều đó nói lên điều gì? Là ngành chứng khoán sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Với thanh khoản càng cao thì lợi nhuận cho những công ty chứng khoán của quý 4 này và cho năm 2022 sẽ rất là hứa hẹn. Đấy. Và cái lý do vì sao mà dòng tiền giai đoạn này bứt phá như vậy thì đến từ việc chính sách của nhà nước mở cửa cho vấn đề kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp sau cái việc làn sóng Covid thứ ba đấy, thì đẩy mạnh cái việc hỗ trợ doanh nghiệp như vậy và đẩy mạnh đầu tư công, giúp cho cái triển vọng của ngành nghề cuối năm nó sẽ được bay cao và bay xa hơn rất là nhiều giai đoạn trước đấy. Những cái tin xấu, tin tiêu cực làm cho khối ngoại họ rút tiền ra rất là nhiều, thì giai đoạn này họ đã quay trở lại mua bán rất là nhiều. Ok, thì cùng đến với lại cái xu hướng của thị trường phiên ngày hôm nay với chỉ số VN Index. Thì các bạn đều thấy này, hôm nay phiên ngày hôm nay thì có một cái sự áp lực chốt lời cũng để đảo hàng ấy, thì cũng khá là nhẹ thôi. Thị trường thì rung lắc ở quanh vùng khoảng 1.450 đến khoảng 1.435. Đấy, tuy nhiên thì biên độ này cũng khá là hẹp. Mình đánh giá là phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà thị trường có một cái sự chốt lời đảo hàng, vẫn chưa phải vấn đề gì cả. Rất nhiều dòng tiền chốt ở khối gọi là dòng về bất động sản và quay sang dòng chứng khoán đấy, thì làm cho cái dòng chứng bất động sản hôm nay nhiều mã có điều chỉnh. Tuy nhiên thì mình nghĩ là chỉ là một phiên điều chỉnh của dòng tiền chốt lời thôi, chứ chưa có vấn đề gì cả. Còn sóng bất động sản vẫn là một con sóng mà mình đánh giá là khá dài ở cái quý 4 này. Thêm vào đó là nhóm ngành về phân bón. Nhóm ngành về phân bón thì với việc bảo đảm cái vấn đề an ninh an toàn thực phẩm cộng với nền giá phân urea đang tăng rất là cao, thì giúp cho những cái cổ phiếu như DCM hay DPM vẫn tiếp tục được cái dòng tiền chú ý. Tuy nhiên thì các bạn biết là dòng tiền ở thị trường thì nó có rất nhiều các dòng tiền đan xen, dòng tiền T cộng phiên ngày hôm nay họ cũng chốt lời rất là mạnh đấy, thì làm cho những cổ phiếu DPM hay DCM đầu phiên nó tăng rất là khỏe. Tuy nhiên về cuối phiên thì có sự điều chỉnh đấy. Đây các bạn nhìn thấy này, vol giao dịch mạnh nhất trong gần như là 60 ngày trở lại đây. 60 ngày trở lại đây. Đấy. Thì hôm nay là một phiên khá là uy tín. Tuy nhiên thì giai đoạn này thì các bạn cũng nên chưa nên mua mới nhé, chưa nên mở mới mà chỉ gia tăng ở những cổ phiếu mà mọi người có sẵn hàng thôi. Tại vì giai đoạn này thị trường sẽ có điều chỉnh. Không biết là nhiều hay ít nhưng mà sẽ có điều chỉnh, nên là các bạn chưa vội đảo hàng, chờ thị trường đi tạo nền nó đi ngang một vài phiên nữa thì lúc đấy mọi người có thể mua được mới thì nó sẽ an toàn. Phiên ngày hôm nay thì khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán rất mạnh ở cổ phiếu Hòa Phát này, Nam Long, SSI, MSN, Vinamilk, VND, gần như là họ bán rất nhiều ở khối VN30. Đấy, rất nhiều ở giỏ VN30 và họ vào những cổ phiếu rất khỏe như VCI này. Đấy, KDC họ cũng vào. DGCE hôm nay khối ngoại cũng bắt đầu mua vào nhé, nó khá là ok. Hay Gemanet thì cũng được khối ngoại rất là quan tâm, đây là một cổ phiếu đánh dài. Vì thế nhiều bạn hỏi mình là Gemanet thì vấn đề kết quả kinh doanh tốt như vậy vì sao mà nó chưa tăng, thì mình cũng gọi là cũng mô tả qua các bạn. Thì là giai đoạn này là do cái việc mà dòng tiền nó chưa chú ý đến dòng cảng, thì dòng cảng cứ câu chuyện của nó cũng chưa mới, nên thành ra là dòng tiền theo trend, tức là dòng tiền đánh T cộng nó cũng chưa để ý vào dòng cổ phiếu như này. Mà tuy nhiên thì với cái việc mà hàng hóa cuối năm nó tăng cao
thì những cổ phiếu thiên về đầu tư như Gamanet thì nó cũng là dòng tăng trưởng đều mà ổn định, tầm nhìn của lãnh đạo Gamanet cũng khá là tốt. Nếu mà bạn nào mà theo cái trường phái là đánh theo lâu dài thì có thể là mọi người cân nhắc. Đấy, trong bất động sản có nhiều cổ phiếu khá khỏe như con CSC này đã đến 120 rồi. Giai đoạn mình cũng đã khuyến nghị các bạn ở vùng giá 60 và hiện tại nó cũng đã X2 rồi. Nhiều bạn mua bán theo mình tích sản thì cũng chưa đến tầm 2 tháng thì đỡ X2 tài sản. Đấy, nhiều bạn có feedback lại cái khóa học của team mình, tức là khóa học về cơ hội thiên thời ấy, và cũng nhận được nhiều cái ý kiến là khóa rất là hay, giúp cho mọi người có cái tầm nhìn về vĩ mô. Đấy. Và nhận định cổ phiếu nó sẽ chuẩn hơn. Khối tự doanh thì hôm nay phiên này bây giờ mới là 15 giờ 43 phút thì nó cũng chưa update đầy đủ, mình sẽ xin phép được review trong những cái phiên đằng sau. Đây, các bạn có thể nhìn thấy những thông tin tích cực này. Đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine từ tháng 11. Một cái điểm đáng chú ý là các bạn nên ghi nhớ là vaccine từ Nga sẽ là vaccine chưa được thế giới công nhận. Những cái vaccine tiêm của Anh và Mỹ như Astra hay là Pfizer, nó sẽ là những cái vaccine mà được thế giới công nhận. Đấy, bạn nào mà tiêm chủng dòng gọi là vaccine của Nga ấy, thì lưu ý cái vấn đề này. Đấy. Và một cái điều rất là hay mà nhiều bạn hỏi mình là cái cơ hội của dòng game NFT và miếng bánh tỷ đô, thì đây là một trong những cái công nghệ mới của blockchain, đây là một trong những cái giải pháp mà mình nghĩ là nó sẽ làm, tức là làm là cái cửa sáng của những cái dòng Bitcoin ấy. Đấy, mọi người vào tham gia những cái cơ hội này thì đều có thể là có được những cái góc nhìn của blockchain, những cái giải pháp, những cái ứng dụng của công nghệ. Đấy, và rất nhiều người, tức là bạn bè của mình hay là anh chị em trong lĩnh vực đầu tư, họ nhìn ra cơ hội rất là nhạy và họ cũng đã đưa ra được những cái đầu tư cho cái gọi là tựa game blockchain như này, và cái gặt hái cho những người đi đầu rất là nhiều. Các bạn có thể tìm đọc cái làn sóng blockchain này, mình rất nghĩ là rất là hay, chia sẻ cơ hội cho mọi người để có cái góc nhìn nó đa chiều một chút. Đấy. Thu hút FDI tăng, niềm tin nhà đầu tư quay trở lại sau cái dịch bệnh thứ ba vừa rồi, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chuỗi cung ứng của Việt Nam và ảnh hưởng đến rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam, và như Nike họ cũng đã phải dịch chuyển một phần sản xuất sang các nước thứ ba như Cuba hay là các nước Mexico. Tuy nhiên thì giai đoạn này mình nghĩ là sau khi Việt Nam đưa ra được những gói giải pháp để phục hồi lại nền kinh tế cũng như là đảm bảo cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài có nhà máy tại Việt Nam ấy, họ yên tâm và họ cũng đã quay trở lại đầu tư rất là nhiều các dự án. Đấy, khi mà mọi việc nó hanh thông đi lại dễ dàng hơn thì lúc này mình nghĩ là cũng là cái lúc mà rất nhiều các bất động sản khu công nghiệp sẽ được phục hồi. Thêm vào đó nữa thì là những cái khu công nghiệp nó cũng sẽ được xây dựng rất là nhiều, rất là khỏe. Những cái bất động sản khu công nghiệp giai đoạn tới sẽ phát triển, và đi kèm bất động sản khu công nghiệp thì bất động sản nhà ở đất nền nó cũng sẽ được kỳ vọng rất là lớn giai đoạn từ giờ đến cuối năm. Đấy, ok, đây là những cái thông tin tích cực để cho mọi người có thể là yên tâm cầm những cái mã bất động sản mà mọi người vẫn đang nắm giữ nhé. Mình sẽ đảo qua những cái thông tin về thị trường hàng hóa để cho mọi người có góc nhìn đầu cơ. Đấy, tức là đầu tư ở trên thị trường chứng khoán thì có rất nhiều các cái trường phái khác nhau, đầu cơ, đầu tư ngắn, dài, trung hạn. Đấy, thì những cái thị trường hàng hóa này thì mọi người cũng phải thường xuyên theo dõi để mọi người có những cái góc nhìn, ví dụ như natural gas giai đoạn này chẳng hạn, nó cũng đang có những cái xu hướng gọi là điều chỉnh giảm rất là sâu. Đấy, giảm rất là sâu từ cái nền 6.2 này, bây giờ nó cũng đang sideways ở cái vùng 5.4 này. Tuy nhiên thì
Với cái việc mà nhu cầu năng lượng ngày càng tăng cao từ giờ cuối năm và stock cũng ngày càng tăng cao từ giờ cuối năm ấy, thì cái giá nguyên liệu khí đốt này nó sẽ còn tăng mạnh nữa. Hôm nay thì cũng rất nhiều báo đài họ cũng đưa ra những cái nhận định, tức là đưa ra cái thông báo về việc tăng giá ga, giá đốt ấy, giá khí đốt ấy. Thì mình nghĩ là những doanh nghiệp thượng nguồn như kiểu con ghép nó sẽ được hưởng lợi nhé. Đấy, hưởng lợi trực tiếp luôn từ cái việc mà giá khí đốt tăng cao. Đấy, ghép này thì mình nghĩ là cũng là một cơ hội để cho anh chị em có thể đầu tư. Còn những doanh nghiệp đi theo giống kiểu BVG này, đấy, hay là CNG này, đây là những cái doanh nghiệp của đi theo phân phối sản phẩm của GES thì nó sẽ bị áp đặt bởi cái giá đầu vào của GES. Đấy. Và thường thì nó cũng sẽ không có được những cái gọi là thế mạnh, tức là không có được cái gọi là hết cái hưởng lợi từ cái việc mà giá ga tăng cao đâu, vẫn bị chi phối bởi cái công ty thượng nguồn như kiểu GES này. Ok, thì mình sẽ đảo qua những cái giỏ khuyến nghị anh chị em để mọi người cùng theo dõi nhé. Bắt đầu là cái khối bất động sản. Đấy, bất động sản hôm nay thì các bạn nhìn này, những cái cổ phiếu rất là khỏe như Đích này, CSC này, CKG. Đấy, Vô Đất Kiên Giang hôm thứ 6 vừa rồi mình làm clip review, mình cũng đã tư vấn các bạn cổ phiếu này. Hay là những cái cổ phiếu khác như NHA, Đất Hà Nam, cái tiến độ giải ngân này, cái tiến độ mà triển khai phát triển hạ tầng ở những cái dự án ở Hà Nam. Đấy, nó cũng rất là tốt. Hay là một công ty chuyên về phân phối bất động sản như CRI này, Cellen, nó cũng đã có dòng tiền rất là mạnh thu hút. Đấy, đây là một trong những cái đơn vị mà phân phối hàng bất động sản rất là tốt, uy tín tại Việt Nam. Mà tuy nhiên thì cái hạn chế của Cellen là cái tài sản của họ thì không có nhiều, và nó đến từ cái việc mà rủi ro là họ vay nợ rất là nhiều. Một cổ phiếu khác là DTA, mình đã khuyến nghị hôm thứ sáu, triển vọng của bất động sản khu vực Bắc Ninh. Và DTA là một trong những cổ phiếu mà mình thấy là cái đường đi của nó cũng khá là tiềm năng, tức là nó đi theo kiểu không bị sốc quá, và khi đi nó có tích lũy và có xu hướng đi lên như này thì rất là an toàn. Đấy. Và dòng chứng thì hôm nay các bạn quan sát này, hầu hết tất cả các mã đều xanh và tím. Đấy, những cái cổ phiếu rất khỏe như VCI, FTS là những cổ phiếu mà mình khuyến nghị rất là nhiều trong những cái buổi review của mình, hay thậm chí là cổ phiếu VND. Đấy. Thì đều có những cái sự tăng trưởng rất tốt. Hầu hết đều là mô hình đã vượt khỏi cái đỉnh cũ và có cái vol mua bán rất là tốt. Đấy. Thì các bạn có thể là cân nhắc con VND này, mình nghĩ là cái đường đi của nó cũng đang rất giống với lại cổ phiếu của DPM hay DCM giai đoạn trước, đang ở trong giai đoạn đi lên rất là khỏe sau giai đoạn tích lũy đến 4 tháng. Đấy. Đến 4 tháng luôn. Thì lúc này các bạn mua vào sẽ khá an toàn, nó mới break khỏi cái nền giá trước khỏi chưa đến 10% thì vẫn là an toàn để mua mới. Đấy, VND nhé, các bạn quan sát VND khá là tốt. Nhóm ngành đồ điện tử thì có FLT, mình đã review từ những cái clip trước và triển vọng của nó, thì hôm nay nó cũng đã có một cái sự tăng trưởng khoảng 6%. Đấy, các bạn chịu khó xem clip review của mình thì đều có những cái cổ phiếu rất là tiềm năng để các bạn mua bán. Đấy, chỉ là các bạn cần lọc lại một chút, và tức là các bạn tìm hiểu một chút thì mình nghĩ là tự tin mua bán thì nó sẽ gặt hái được những kết quả tốt. Nhóm ngành phân bón nữa, hôm nay cũng có những cái xu hướng tăng rất là tốt với những cổ phiếu như DPM hay DCM hay thậm chí DGC cũng được khối ngoại đang mua vào. Đấy. Đây là những cổ phiếu mà hôm nay mình review cho các bạn. Mình thấy nhóm ngành bất động sản và nhóm ngành về vật liệu xây dựng nó có chút điều chỉnh ngày hôm nay, tuy nhiên thì cũng chưa đáng lo ngại. Đây, điều chỉnh là tốt, với một thị trường tăng nóng thì việc điều chỉnh như này là tốt, giúp cổ phiếu có động lực để đi lên. Đấy, và dòng tiền ngồi ngoài cuộc chơi họ có cơ hội để họ tham gia. Ok, thì cái phiên ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng review tại đây. Chúc mọi người có một buổi tối ngày mùng 1 tháng 11 2021 nhiều niềm vui. Và anh chị nào có câu hỏi
thắc mắc về cổ phiếu cần mình tư vấn này, cần có những cái lời khuyên về cổ phiếu thì mọi người có thể inbox mình theo cái số điện thoại mình để trong cái mô tả của clip. Chào mọi người nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch mùng 2 tháng 11 2021 thật là hiệu quả, may mắn.